Solid V2 khẩu súng M41 đó chính là M41 Transformer và M41 luôn. Thì ở cái trận đấu đầu tiên mình sẽ cầm khẩu súng M41 Transformer ở trong cái map hình như đây là map tàu hàng chế độ sinh tử tuyệt vời. Thì nói qua một chút là khẩu súng M41 Transformer thì anh cũng biết rồi, khi mà khẩu súng này xuất hiện thì nó đã làm biết bao nhiêu cái game thủ tập kích phải rơi nước mắt khi cái lối bắn của nó rất giống với Pharmac. Đây rồi, hay quá. Như vậy là thanh niên Dũng 525 anh ta đã đi qua mình với một cái sự rất là hồn nhiên và tuyệt vời. Như vậy mạng tiếp theo đến từ Nerd Sky, thì nói chung là cái lối bắn và cái không quay lại này, vâng tuyệt vời đấy. Thì cái lối bắn của nó rất giống với khẩu súng Pharmac, nhưng mà cái tiếng bắn của nó thì thật sự là để mà so sánh với Pharmac còn thua xa. Mình nghe cái tiếng Pharmac nó nổ ấy thì nó đanh nó sướng lắm, còn cái khẩu súng này nổ ấy thì mình không thích chút nào cả. Nào dính bom rồi, ôi tuyệt vời. Như vậy là một quả headshot dành cho Stabin. Nào thanh nhất rồi, đâu rồi không nhìn thấy lâu luôn. Trời ơi, đồng đội đã ăn mạng mình rồi. Ở đâu vậy? Đây rồi. Úi trời ơi, vâng như vậy là liên tiếp đến tình huống rỉa máu. Nhảy đi đâu? Vâng, làm kim rồi. Còn thanh niên đâu ở đây nữa đúng không? Đi đâu rồi? Shit. Đi đâu rồi anh em ơi? Sao tao nghe tiếng súng bắn nhau mà lại không biết là định đang ở đâu là sao đây? What the hell? Rồi, có một thanh niên lên bảng đánh số rồi. Chắc là ở nhà rồi. Nào. Núp ở đây đúng không? Thanh chữ A rồi, tuyệt vời. Hình như là 6 kill. Và thanh niên vừa rồi là thanh niên có tên là Xéo hay là Xêu gì ấy. Ở Xéo hay Xêu thì cũng lên bảng đánh số hết. Nào, đáp quả bom ở đây. Tuyệt vời. Đấy. Lên bảng, vâng, 7 kill rồi anh em ơi. Stabin lại phải lên bảng đánh số với khẩu súng M41 Transformer rồi. Tiếp theo đó, không biết là có được huy chương bạc hay không đây. Lấp ở đây này, vâng, ngon lành. Tầm bom à. Rồi như vậy đồng đội mình đã xử lý lớp cái thanh niên Nerd Sky rồi. Tuyệt vời. Nói chung là khẩu súng này thì nó làm cho anh em khá thất vọng, nhưng mà cái uy lực của nó thì gọi là cũng là chấp nhận được đấy. Anh em có thể thấy rất nhanh tiện vong, gọi là mắc nhanh luôn. Không biết là mình đã được cái huy chương bạc hay chưa. Mà cố gắng cứ bán đi, tại mình không để ý lắm. Ui trời ơi, tí nó nhanh được mạng của Nerd Sky rồi. Nào. Rồi như vậy là 3 hiệp thắng là dành cho bên phiến quân rồi. Có hiệp thứ 4 hay không đây?
bại sao nghĩ gì nhắc mình vào cái trận đấu dở dương xong lại còn thua ấy. Đang làm gì được clip bắt đầu không. Rồi chúng ta sẽ cùng đến map phố cổ ở cái chế độ sinh tử tiếp. Rồi chế độ này khá là hay đấy. Anh em bung lụa này, bung lụa. Úi trời ơi, nào đâu hết rồi. Úi trời ơi. Quay lại hay không? Bom này đắc ra làm gì? Rồi. Đây rồi. Hang. Hốt luôn. Rồi không qua ai. Chúng ta sẽ đi qua hách bên kia. Ô làm gì đấy? Giết luôn. Ô mình đấy. Hết đạn chưa? Hết đạn rồi đúng không? Nằm xuống. Vâng, 3 kim. Quá ngon. Rồi như vậy là bên phía quân họ chỉ còn một thanh niên nữa thôi. Mình nghe tiếng lọc cọc ở quanh đây rồi. Không biết thanh niên đấy đang đứng ở đâu này. Đâu ra? Shit. Lại nghe tiếng lọc cọc sắp đạn mà. Đây rồi. Vâng, như vậy là 4 kim. BQT lên bảng điểm số luôn. Wow, diệu. Đây rồi. Bay rồi, nằm xuống luôn.
người làm không huy chương vàng này anh em ơi, tuyệt vời quá. 15-0 rồi, không biết là cái chuỗi không chết này sẽ kéo dài đến bao giờ đây. Ui, có một ai đây, đó là đồng đội. Một mình chống lại mafia thì không thể rồi nhỉ. Này còn đang chạy đạn nữa, rồi đỡ đánh đỡ. Đấy thì anh em có thể lấy hợp của M4A1 ở gôn này có khá là nguy hiểm đấy. Úi trời ơi, đắt cổ kim luôn, quá ngon và tuyệt vời. Úi trời, xài giặc kìa. Anh em cố lên nào, 3 chẳng nghĩa là không biết là 1, rồi tuyệt vời rồi. Đấy thì qua giữa hai khẩu súng M4A1 Transformer và M4A1 Drone đấy, thì hai khẩu súng này thì nó có sự khác biệt rất là lớn rồi, thì mình không cần nói anh em cũng biết là sự khác biệt nó ở đâu. Và anh em thấy khẩu súng nào lợi hại hơn thì mời comment ở phía dưới video. Đừng quên để lại cho mình những cái thử thách các bạn muốn hai khẩu súng tiếp theo xuất hiện trong video kế tiếp, và nhớ like, share, subscribe để ủng hộ mình nhé. Bye bye.